một trận đấu và nó là điên rồ. Trong khoảnh khắc vừa rồi tôi thậm chí còn nghĩ đến hiệp phụ rồi thôi anh Hiếu. Cầu thủ quá tốt của Trương Hoàng Trung. Jared Sam cầu thủ cao nhất VBA. Và nát chủ bài của huấn luyện viên Tổng Quang Dũng, tốc độ và sự khéo léo của Tim Wills. Thay đổi chóng mặt ở những giây cuối cùng. Một hiệp đấu mà Thăng Long Warriors đã vươn lên rất xa. Ném 3 điểm tận của Hoàng Tú. Cú ném 3 điểm xuất sắc. 3,7 giây dành cho hy vọng. Thurman đã lên tiếng đúng lúc. Đây chắc chắn sẽ là một trong những trận đấu quý vị đáng xem nhất trong lịch sử VBA.